rất nhiều anh chị em có nhắn tin cho Phương Ngân hỏi rằng nào khi tham gia vào đây cái chiến lược của bạn khi mà tham gia vào matching trên ấy là gì và làm thế nào để phát triển cộng đồng, làm thế nào để tối ưu hóa được cái dòng tiền đổ về tài khoản của mình. Thì Ngân có làm cái video này chia sẻ cho mọi người, anh em thấy đúng thì anh có thể áp dụng tham khảo anh em nhé. Thì với cái nguyên lý là 3 nhân 12 ấy, tức là gì ạ, là chúng ta sẽ là một người chia sẻ cho 3 người, tức là dưới chân chúng ta sẽ có 3 người đấy ạ, và 12 tầng là chúng ta sẽ được hưởng 12 tầng khác nhau anh em ạ. Và với cái số vốn là 15 đô ấy, nó không thể làm cho các bạn nghèo đi được đúng không ạ, và nhưng cũng không thể làm các bạn giàu lên được. Nó có thể sẽ là một cơ hội để giúp cho các bạn có thêm được rất nhiều tiền từ cái việc chúng ta cho đi và sau đó chúng ta sẽ được nhận lại. Và ai cũng như chúng ta là cứ một người chia sẻ cho ba người, một người chia sẻ cho ba người, và cái sức mạnh cấp số nhân này thì sẽ làm hệ thống của chúng ta nó rất là bùng nổ mạnh mẽ. Và khi anh em cho đi 15 đô, trong đó có 5 đô là người giới thiệu trực tiếp ạ, và 10 đô sẽ là 10 đô cho đi. Thế thì đối với cái lần đầu tiên khi mà chúng ta cho đi ạ thì sao, chúng ta sẽ nhận được với 30 đô là từ tầng 1 cho chúng ta, còn ngoài ra chúng ta sẽ cộng thêm là từ hoa hồng, là từ người giới thiệu trực tiếp nữa. Ví dụ ba người này là ba người do anh em chia sẻ giới thiệu và kết nối thì sao ạ, thì anh em sẽ nhân lên 3 nhân 15 bằng 15, thì cộng thêm 15 đô nữa là các bạn thu về là 45 đô. Hoặc là nếu như anh em chia sẻ được khoảng 10 người F1 đi thì sao, thì 10 người đó ở lần 1 cho đi anh em sẽ thu về là 50 đô, bởi vì mỗi một người là 5 đô mà. Đấy, anh em hình dung được cái con số khi mà chúng ta chia sẻ được thật nhiều F1 chưa ạ? Và đây sẽ là một cái bảng Ngân thống kê đối với các tầng và các lần khi chúng ta cho đi và số tiền chúng ta nhận về được. Cái bảng này thì Ngân không có phân tích kỹ nữa, bởi vì sao? Những video trước ấy, Ngân đã phân tích cho anh em thấy được cái con số này ở các tầng và các lần mà chúng ta cho đi, số tiền chúng ta nhận lại được rồi đúng không ạ? Thì chỉ cần anh em có mục tiêu, đặt kế hoạch là sẽ đạt được kết quả như trên. Thì Ngân ví dụ như nếu như anh em không đạt được 100% kết quả đâu, chúng ta đạt được 0,1% thôi là các bạn đã có gần 200 triệu tiền Việt Nam rồi. Được 1% thôi là các bạn đã có là gần 2 tỷ rồi. Đấy, mình chỉ đặt hai cái số nhỏ này thôi. Có những anh em thì tầm nhìn lớn hơn, mục tiêu lớn hơn thì sao ạ? Đặt mục tiêu là 10% đi là bao nhiêu? Gần 20 tỷ. Đó, anh em thấy được con số ở cái ma trận này chưa ạ? Và khi chúng ta được hưởng ở 12 tầng khác nhau chưa ạ? Thì đây chỉ là một nguồn thu nhập ở cái 12 tầng khác nhau cho chúng ta thôi nhá. Ngoài ra, đối với cái phần mà hoa hồng về cái người giới thiệu trực tiếp này này, đây cũng là một con số rất là khủng nhá. Thì bây giờ mình sẽ phân tích kỹ hơn về cái phần này. Bởi vì ấy, mỗi một lần ấy, chúng ta cho đi và F1 của các bạn cũng cho đi thì chúng ta sẽ nhận được về là 5 đô đúng không? Thì mình giả sử như nếu anh em đặt mục tiêu là chúng ta có được 10 người đi, thì mỗi một lần người ta cho đi 5 đô thì có phải là các bạn nhận về được 50 đô đúng không? Nếu như các bạn có 50 người F1 và 50 người đó cũng cho đi thì các bạn nhận về là được 250 đô đúng không ạ? Và nếu như các bạn có 100 F1 thì sao? Khi mà người 100 người này cho đi thì anh em sẽ nhận được về là 500 đô. Đấy, và hiện tại Ngân đang đặt mục tiêu cho bản thân mình là nào? Chia sẻ cho 100 F1, và cứ 100 F1 này cho đi một lần là Ngân thu về là 100 đô. Một tháng người ta cho đi 4 lần thì có phải Ngân thu về là 2.000 đô không? 2.000 đô là khoảng là 48 triệu tiền Việt Nam. Mà cái số tiền chúng ta cho đi ấy là 15 nhân 4 bằng bao nhiêu tiền? 60 đô. 60 đô mà thu về 2.000 đô. Anh em thấy cái sức mạnh khủng khiếp của từ cái hoa hồng F1 này chưa ạ? Mà đấy là mới tính là một nguồn từ hoa hồng F1 thôi nhá. Chúng ta chưa tính cái nguồn thu nhập còn lại là từ 10 đô mọi người cho chúng ta ở các tầng nhá. Thì đấy, tiếp tục ạ. 12 lần cho đi tương đương với 3 tháng hay sao? Chúng ta thu về là 6.000 đô anh em ạ. Đấy, thì đấy là mục tiêu của Ngân đề ra. Và Ngân cũng luôn luôn chia sẻ cho anh em hệ thống của mình là hãy cố gắng chia sẻ được thật nhiều F1. Ai cũng chia sẻ thật nhiều F1 thì có vẻ hệ thống các bạn sẽ bùng nổ đúng không ạ? Và đặc biệt ạ, quan trọng hơn đó chính là gì? Tiền nó đổ về ví của chúng ta rất rất là nhiều. Bởi vì sao? Mỗi một lần F1 của các bạn cho đi là các bạn sẽ thu về 5 đô trên một người. Thì mình tính tổng là 3 tháng thôi là mình đã nhận được về là 6.000 đô rồi. Nên là tương đương khoảng hơn 100 triệu, 120 triệu gì đó. Anh em thấy được cái số tiền khi mà chúng ta cho đi và chúng ta nhận lại được từ F1 chúng ta chưa ạ? Nếu như các bạn không đặt mục tiêu được 100 người, 50 người cũng được, 20 người cũng được, đúng không ạ? Chúng ta chia sẻ được càng nhiều F1 thì chúng ta có càng nhiều tiền, và đồng thời ạ, hệ thống của các bạn càng càng bùng nổ nha anh em.
Đấy chính là cái góc nhìn và cái chiến lược của Ngân khi mà Ngân muốn đặt ra cho bản thân mình và hệ thống của mình. Anh em thấy hay thì có thể tham khảo và cho Ngân một subscribe anh em nhé. Và hãy theo dõi Ngân ở những video sau. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye!